Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vào sáng nay là vấn đề sử dụng, khai thác và quản lý nguyên vật liệu khoáng sản. Ngay từ những câu chất vấn đầu tiên, nhiều đại biểu quan tâm đến những khó khăn trong khai thác khoáng sản, nhất là vật liệu san lấp các công trình giao thông trọng điểm. Thời gian qua, để giải quyết khó khăn trong việc khai thác khoáng sản, nhất là vật liệu san lấp các công trình giao thông trọng điểm, Quốc hội đã cho phép áp dụng cơ chế đặc thù để xử lý vấn đề này. Xin Bộ trưởng cho biết, để giải quyết căn cơ khó khăn vướng mắc trên, cần phải luật hóa nội dung này thế nào? Phương án dùng cát biển để thay thế là một hướng tìm kiếm. Tuy nhiên, việc thay thế là có điều kiện, khi mà chưa đáp ứng thì triển khai đại trà là một sự liều lĩnh đánh cược với môi trường. Bộ trưởng có giải pháp gì, kể cả trước mắt và lâu dài, để vừa có đủ nguyên vật liệu cho các dự án nhưng không làm ảnh hưởng đến tiêu cực môi trường? Cái cơ chế của chúng ta đặc thù của Quốc hội cho phép như vậy là rất hiệu quả. Và hiện nay để xử lý vấn đề này, Bộ Tài nguyên Môi trường là cơ quan soạn thảo, Chính phủ trình Quốc hội luật địa chất và khoáng sản. Trong đó đã phân loại 4 cái nhóm khoáng sản. Nhóm thứ tư chính là cái loại mà vật liệu đất đá sỏi này. Và loại này thì sẽ là phân cấp triệt để nhóm 3 và nhóm 4 cho các địa phương. Và hiện nay thì dự án thí điểm của Bộ Giao thông Vận tải đã thực hiện cái cắt biển để sử dụng trong cái việc là tiến hành trong cái việc san lấp và xây dựng đường giao thông. Thì hiện nay các đại biểu có trao đổi rằng là sợ nhất là cái việc nhiễm mặn. Thì đúng là chúng ta mà khi sử dụng cắt biển, chúng ta phải đánh giá tác động môi trường. Hiện nay thì cắt biển thì được sử dụng mà tốt nhất thì là ở những cái khu vực đã nhiễm, là có cái độ nhiễm mặn. Rồi là cắt biển phải làm thế nào mà đảm bảo được là về nguyên tắc về môi trường là không được gây nhiễm mặn cho các cái khu vực xung quanh. Thì như vậy tùy theo công trình, tùy theo dự án, tùy theo cái mức độ thì sẽ được đánh giá tác động của từng dự án một. Ngoài những giải pháp khai thác tài nguyên khoáng sản, nhiều đại biểu chất vấn về giải pháp tăng cường công tác thanh tra xử lý tình trạng khai thác tài nguyên trái phép. Mà công tác thanh tra kiểm tra là một trong những giải pháp nhằm giảm thiểu, hạn chế cái tình trạng khai thác tài nguyên trái phép cũng như là gây ô nhiễm an ninh môi trường. Vậy qua công tác thanh tra kiểm tra thì Bộ trưởng đã kiến nghị xử lý những cái vụ việc vi phạm này như thế nào? Vừa qua thì Bộ Tài nguyên cũng đã phối hợp với các bộ ngành như Bộ Công an, các bộ để tiếp tục là thanh tra xử lý vi phạm các địa phương. Thì chúng ta làm nghiêm cái việc này, bởi vì thật ra cái khai thác khoáng sản thì chắc chắn rằng là ở địa phương là biết, ở cơ sở, bởi vì khi mà khai thác nhất là vật liệu xây dựng, ô tô chở, rồi là tất cả mọi cái trang thiết bị hoạt động, nhưng mà chúng ta bảo không biết thì không phải. Thì tôi cho rằng là cái trách nhiệm mà cũng đề nghị các địa phương chúng ta phải thật sự quan tâm mà giao cho vai trò của người đứng đầu từ các cấp. Vừa qua thì Bộ Tài nguyên cũng đã phối hợp với các bộ ngành như Bộ Công bộ để tiếp tục. Cho ý kiến về phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào sáng nay, bên lề hành lang Quốc hội, các đại biểu cho biết cũng khá hài lòng về những nội dung mà Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời. Các đại biểu là hỏi rất là tập trung và không có một câu hỏi nào đi ra ngoài cái chủ đề. Tuy nhiên thì có những câu hỏi mà nó là liên quan đến bộ ngành khác, ví dụ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chẳng hạn. Vì trong an ninh nguồn nước thì nó có an toàn hồ đập hay là vận hành các hồ thủy điện thì lại thuộc cái Bộ Công Thương. Phần câu hỏi khác tôi thấy là Bộ trưởng trả lời rất tập trung, rất thẳng vào vấn đề. Và có những vấn đề mà chưa rõ thì một số đại biểu là có chất vấn lại. Và chủ tọa cũng nhắc là đề nghị là Bộ trưởng trả lời lại vào cái câu hỏi đấy. Thì tôi thấy là cái phần như thế là rất là tốt. Phần đầu của kỳ chất vấn này tôi thấy là chất lượng rất cao. Cái phiên chất vấn sáng nay về những vấn đề mà các đại biểu đưa ra rất trúng và đúng, và đây là những vấn đề nổi cộm và những vấn đề mà nó nằm trong trọng tâm của nhóm vấn đề chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Còn riêng đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường thì phải nói rằng là tôi cũng có hỏi rồi, tôi cũng đã có chất vấn và nhiều đại biểu đã lời đã chất vấn với Bộ trưởng, phải nói là Bộ trưởng rất cầu thị, Bộ trưởng trả lời rất trúng đúng.